một hai không chút chân qua giờ chân ra tay luôn rồi cái xe có số 10 phút nè đây rồi rồi đặt một hai rồi đặt chân đây rồi ra một một cái có động trọng vậy đúng rồi đúng không rồi nó hơi lập lời ra nè còn cái rút chân này có đặt vô đây không đúng rồi có chấm chấm kìa rồi hiểu rồi rồi rút ra rồi không vừa chừng cái đá xéo 45 độ để chung xuống 13 biết chung xuống 14 ra để dây à dây rồi cái chồm lên luôn cái chồm lên rồi cái bung lên đó rồi bắt đầu xoay đó xoay rồi đó xoay co chân lên đạp ra ngồi xuống đó rồi co chân gối lên rồi xà xuống co gối lên bỏ chân xuống đó ôm mặt đụng chân dơ thắt đến vào cái rồi đụng chân dơ thắt đến vào cái chém xuống bụng của củi xuống của củi đó rồi đụng quân mâm quay qua chỗ bột bước tới buông gò bèn kéo xuống xìa ra rồi rồi còn múa lần nữa nó còn cái độ hở cái khúc khúc mặt cá nó cũng không giờ múa này còn cái khúc mặt cá nó mở khúc mặt cá không có mở giữa được giờ còn khúc mặt cá chưa nữa mở mà nó sai nó bị tè nó sai mở xoay cái mũi cho đúng một cung lúc không nó chỉ có lắm lắm là số từ 9-10 á bắt đầu bước là đành đọc cho nó cái đó cho nó đừng lúng cấm chỗ nào chỉ chỗ 13-14 chỗ đó nó còn xuống chưa được á, phải bước là chưa ngồi xuống, không xuống được, chưa lòng chưa đâu, từ đó còn quá trình, từ từ, đó. Rồi chúng. Rồi chúng rồi đó. Rồi trụng chân. Rồi chuyển thức quẹt quẹt. Gạt xô. Rồi lùi trụng chân. Gạt xô. Lùi trụng chân. Gạt xô. Rồi đu chuông. Lùi 4 lần. 1 xoay ra sau rút chân về rút chân sau về bước xéo ra phía sau rồi. thủ một cái rồi thu chân về bước ra gánh nước bắt đầu thuộc rồi đó rồi rải tóc 3 lần rồi bước ra gánh nước đó đúng rồi đó xỉa xoay vừa tay đá xéo cái rồi chồm tới móc một cái nó xoay ngược ra sau nó thuộc rồi đó này nó không có bắp rồi đó
co chân đạp một cái rồi xà xuống như lên gối một lần, xà xuống lên gối lần hai, ôm bành xuyên thoa đánh vào nách lần một, ôm đánh vào nách lần hai, chuyển thức vừa củi xong bưng mâm xoay ra dỗ bột bơm lò rèn rồi thu thủy cưa xoay ra trước chéo tay dừng lễ vật hạ tay xuống hết đó trúng hết rồi đó. Giờ chỉ còn mới đổ thấp thôi.